bồng bềnh bồng bềnh, trong tranh trong tranh một vùng núi cao. Trong cuộc sống chúng ta có những con người cứ mãi được ngợi ca vì đức, vì tài, vì trái tim nhân ái, quên thân mình phục vụ muôn dân. Tôi đến sông Công chữa bệnh 3 lần, kỳ lạ thật có một người như thế. Từ hàng ngàn năm nay luôn tồn tại một hiện tượng đặc biệt về tinh thần gọi là ngoại cảm. Nó bao gồm những khả năng đặc biệt như thần giao cách cảm, liên lạc với người âm, tiên tri, hồi tưởng, thấu thính, thấu thị, tâm vận. Lịch sử thế giới đã chứng kiến nhiều nhà ngoại cảm có khả năng siêu nhiên chữa được bệnh và tăng cường sức khỏe bằng năng lượng tâm linh. Đây là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Nhà ngoại cảm truyền năng lượng từ cơ thể của mình sang cơ thể người bệnh qua xoa bóp, dây bấm huyệt, đặt tay chân hay áp tay chân lên người bệnh. Năng lượng tâm linh được truyền vào sẽ kích thích cơ thể người bệnh từ chữa được bệnh, giúp cân bằng âm dương, giúp các cơ quan trong cơ thể hoạt động hiệu quả, giúp khôi phục tiềm năng tự điều chỉnh, tái tạo tế bào của cơ thể. DVD này ghi lại một số hình ảnh của nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú giúp dân chữa bệnh và tăng cường sức khỏe cho cộng đồng những năm gần đây. Cô Phú sinh năm 1972. Trước đây, cô chỉ là một người bình thường như bao người dân Việt Nam khác. Cô buôn rau cá ở ngay chợ gần nhà. Lúc hàng hóa ế ẩm, cô lại đi làm thuê làm mướn tần tảo nuôi 2 đứa con. Một gái, một trai. Thế rồi vào năm 2003, sau những cơn đau đầu triền miên không đâu chữa khỏi, cô bỗng tỉnh táo trở lại cùng với những khả năng rất đặc biệt sau đây. Chẩn đoán được bệnh, làm giảm bớt bệnh, chữa khỏi nhiều bệnh, đặc biệt là những bệnh nan y, bệnh âm, nghiệp bệnh. Mới đấy mà đã 10 năm trôi qua. Ngày 5 tháng 10 năm 2013, Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con Người cùng với cô tổ chức kỷ niệm 10 năm hoạt động. Tôi tên là Nguyễn Văn Đạt, công an Hải Phòng. Sau khi tôi về hưu năm 2009, thì tháng 2009 tôi bị suy tim ngược. Có nghĩa người ta suy tim do đập nhanh, thì tôi suy tim do tim không chịu đập. Sự sống là mong manh, khó thở, không làm được, không ngồi được, không ăn được và không đi được. Tóm lại là tất cả này chỉ có chờ nó phục hồi. Bác sĩ trả lời không ngủ được. Thì tôi được giới thiệu của bác sĩ chuyên khoa tim mạch là Nguyễn Văn Thanh ở trường đại học Y Hải Dương. Em tôi giới thiệu lên đây bảo là chỉ còn một con đường cuối cùng anh lên đây nữa mà không phải là bó tay chống quăng. Thì sau đúng 3 lần tôi về tôi thấy lại bình thường, hết đau, hết tức, ăn được, ngủ được, chơi được, lại sống bình thường cũng phải được. Tóm lại bây giờ tôi thấy rằng là đúng là mình phải được chết. Tôi tên là Đinh Kim Đồng, em của anh Quần Thành Mai. Tâm thần từ lâu, cách đây hơn chục năm, tâm thần cũng bệnh về đi nằm viện nhiều. Còn đợt vừa rồi sau Tết 2013 là phải đi vào viện nằm và chữa cái bệnh co thắt động mạch vành tại bệnh viện 108 và bệnh viện Bạch Mai.
uống nhiều thuốc mà không khỏi. Đến hôm 6 tháng 4 năm 2013 thì lên Phú Phú đây chữa bệnh. Thì lên được và 2 buổi đã thấy chả có đau, chả bị đêm chứ bị thắt thắt tim, co thắt tim nữa rồi. Mà sau được một đợt chữa bệnh 7 ngày thì lên thấy khỏi hẳn. Sau đó là và các bệnh khác như là bệnh dạ dày rồi là bệnh đường ruột cũng ổn định. Rất cảm ơn mẹ Cò Phú và từ hồi lên cô phú lên đây là không dùng nước tây nữa rồi. Khám lên đây được khoảng 3-4 lần thì được. Lên đây nhiều quá nó lại hồi xuân nghiêm trọng, hồi xuân như lại như là thanh niên. Trước khi đến cô phú thì tay cứ chân cứ phải thôi, nhưng mà tay cứ phải chạy về này, tay không nhấc được lên. Trước kia thật là khó. Khó đâu mà đúng không? Vâng. Vâng. Thế bác chữa cô Phú được mấy ngày thì bắt đầu thấy nó chuyển? Vâng. Chữa cô Phú được 4 ngày thì chuyển. Trước khi chữa cô Phú là được 4 ngày là múc được nước giặt từ con áo. À, chuyển dạ. Vâng. Xúc động đấy nè. Bay bắt nha. À, vâng. Có nguyên là tập thể là tôi gấp được đôi chân này nhá. Thức ăn vừa để đây là phải ngon nào cho. Sân tẩm quất nhà cô vui lắm, 18 ngày nhanh chóng trôi qua. Xin cô tôi về thăm nhà, khoe với mẹ già tuổi đã 95. Xóm giềng hối hả sang thăm, ông Đận tai biến cả năm khỏi rồi. Cô Phú đúng là người trời, đã cứu bao người khỏi bệnh nan y. Nhà nghèo tôi chẳng có chi, vài con khô mực thôi thì biếu cô. Các bác thấy đến đây có như nhau không đây này? Bác Phát này là thiếu tướng ấy chứ. Thiếu tướng cũng như dân thường. Đen cảnh. Thiếu tướng làm giữa giải sân hết cũng bị dẫm đạp hết. Ông ngoại anh dẫm đạp hết. Với chứ quay được ưu tiên đâu các bác. Còn đây là đại tá nhà văn Lê Lựu. Bị tiểu đường rất nặng, bị chảy máu não 3 lần và liệt nửa người. Khi lên cô Phú, nhà văn Lê Lựu phải có tới 2 người dìu. Mất ngủ triền miên, các ngón chân bị lở loét do tiểu đường biến chứng. Sau mấy lần tác động của cô Phú, ông đã thấy nhẹ nhõm hẳn người, đã ngủ được, chân hết lở loét, tự đi lại mà không cần ai dìu. Đoàn Thị Ngân, địa chỉ ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Bị xuất huyết giảm tiểu cầu và thiếu máu huyết tán. Mà đến đây cô Phú từ năm 2012 đến bây giờ là được 1 năm 4 tháng rồi thì không phải đến bệnh viện truyền máu nữa. Trước truyền máu là 16 lần trong thời gian là 2 năm. Đây là cô bị bệnh tim, cả ba mẹ con bị bệnh tim nặng. Và chữa nhà có bao lâu rồi nhỉ? Cũng mấy năm rồi đây còn mẹ có, nhưng mà thỉnh thoảng mẹ con lên để con theo mẹ còn mấy năm rồi không phải mất đồng tiền thuốc nào mà mẹ con khỏe. Cho bây giờ con đi làm mà không kiếm tiền rồi hôm nay con... tai biến mạch máu não, thế là nằm ở bệnh viện 1 tháng mà không tỉnh. Tỉnh lại xong bảo bác sĩ ơi sao mắt em lại mờ thế này, em không nhìn thấy gì. Thế là bác sĩ bảo của em nó chạy vào mắt rồi. Lên đây từ tháng 4 năm ngoái, quà làm cho chạy từ bên này sân sang bên này sân ôm chồng. Cả lúc ấy cảm giác như không có một cái liệt gì nữa. Thế là sướng quá, nhiệt tình lắm mà không lấy đồng nào. Nó phải đỡ được khoảng 70-80% rồi, một năm. Gần một năm không đi được. Vâng. Lên đi buổi đầu tiên đi luôn. Bây giờ các bác hãy nhìn cô vượt chướng ngại vật nhé. Nào bây giờ cô có thể đi vào cửa không cần lại. Không được vào nhé. Yeah. Có một chuyện cứ như là huyền thoại. Chị ấy tên Nguyễn Thị Nhật Phương, ở quê chồng Nam Sách Hải Dương. Xuất huyết não tốn bao tiền không khỏi, mắt không nhìn, chân cũng chẳng chịu đi. Giờ phút này đây, xin hỏi phải làm gì? Chồng dìu Phương lên cô Phú, xoa bóp một lần Phương đứng dậy tự đi. Có ai tin điều ấy thần kỳ, Phương sung sướng khóc òa ôm cô Phú. Mắt Phương đã sáng dần ra,
bước chân nhanh đều, thoăn thoắt, đi từ đầu sân đến cuối sân, trước bà con, trước bác Thuần, vượt chướng ngại vật vài lần bác xem. Bệnh viện nói là xương của tôi nó sốt rồi, có thể là nguy cơ gãy xương tự nhiên cao. Sau thời gian nằm liệt 3 tháng không đi lại được thì cô cũng nói rằng là sẽ cứu được. Cho nên bà cứ yên tâm. Và kết quả thì sau 4 tháng thì tôi đã đi lại thoải mái, khỏe mạnh, ăn ngủ ngon lành. Và tiếp tục lại chữa thêm 3 tháng nữa thì xương của tôi coi như là đi chiếu thì người ta nói là ổn định, không phát triển cái loãng nữa. Thế đến nay tôi khỏe mạnh, tôi đã làm việc bình thường, giúp được con cháu và ăn ngủ ngon lành. Thì trước khi lên là coi tôi đã không đi lại được rồi, bó toàn thân rồi. Coi như là thoái vị địa đệ, rồi là lồi lõm cuộc sống cả cổ và không đi lại được. Sau đó thì lên đây chữa thì là đi lại được, lại bình thường. Nhưng còn bệnh gọi là trào ngược dạ dày cũng khỏi. Sau khi chữa cái xương thì cái trào ngược dạ dày cũng khỏi. Và tuần hoàn não cũng khỏi. Trước tôi mắc cả bệnh tuần hoàn não, tim đập nhanh. Bây giờ thì cái tim đập bình thường, Tốt nhất là trước đây tôi không có ngồi được cái ghế thấp, mà coi như là hôm đó đi về nghĩa là tôi ngồi được cái ghế thấp. Tôi ngồi ghế thấp xong tôi đã bị chống tay, ngồi đứng lên. Đó là cái biểu hiện mà thay đổi cái lớn nhất. Cái chân trước thì không có nhấc được cái chân, cái kiểu dây chân. Nhưng mà giờ nhấc là cái hót lên. Cháu sẽ cứu bà, cháu cho bà đi và cháu sẽ cho bà chạy. Đấy, bà có ông nào đi theo bà, tung tăng ông đuổi theo bà, hát lượn với bà. Coi nhìn cái lưng nó mà biết là nó dính khắp toàn thân. Đau, kinh khủng. Chính vì hôm nay cô vợ khóc và ở nhà con nghèo quá, không còn chỗ nào mà đi bệnh viện nữa. Họ đi rất nhiều bệnh viện mà chính vì cái sự cảm động của người vợ với người chồng thì họ rất là thương nhau. Nên mà tùy cháu rất đông mà cháu cho về hết và cháu giữ lại chữa hộ. Ở nhà cháu con nghĩa là đau đớn cả đêm, chân không quên tới được. Con xin tạ ơn cậu, tạ ơn quà và tạ ơn cô Phú đã giúp đỡ cho con trong cái hoàn cảnh khó khăn này. Bác thả công đức này một phần cô cố xin dùng cho mình, và một phần cháu sẽ làm từ thiện. Vâng ạ, ví dụ. Đây về thôi, cô cụ đây là của nhà con. Sao lại cứ khóc nhé, được thế kia? Thời điểm đó thì tay có dư được thế này á? Dạ không ạ, trước chỉ thế này thì ạ. Rồi. Không gãi thì không gãi cơm cho ăn. Không rút được cơm. À không. Đến, rồi. Sau khi lên đây thì tay dư được cao lên. Và đỡ sốt, không phải uống thuốc giảm đau, không uống thuốc khớp nữa. Thế căn nguyên đến cái đau của bác là như thế nào? Dạ đau thì mới dụng chân tay này, phải khóc đêm hôm nhức đầu không ngủ được, phải khóc. Bác khóc bao nhiêu đêm rồi? Khóc nhiều. Và có ở đây liên tục 11 ngày rồi đó. Dạ vâng, ở đây liên tục chuyển biến rất là nhanh. Dạ vâng, chuyển biến rất rõ rệt đấy, rất nhiều. Rồi. Cậu xin phép quà ra viện thì đi theo đoàn. Bây giờ gọi bệnh viện là tại bệnh viện gì đây? Dạ. Bệnh viện bệnh quá, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện cuối đời, khoa cứu đời, cuối đời đấy. Nhà cháu xác định rằng cuối đời. Đỗ Thị Phú, thôn Tuấn Lương, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Đau chân, không đi được, ngồi liền 3 tháng, ngồi luôn 3 tháng. Ngồi một chỗ 3 tháng liền. Một buổi đầu tiên về là đến hôm sau đi họp là chi bộ luôn. Và mọi người bảo thế hôm qua sao nó cũng đi lên nhà cậu. Bảo vâng, tôi đi được lên, hôm nay tôi bỏ gậy đi, tôi mượn xe của bà hàng xóm đi vào họp. Mọi người bảo thế tài nhỉ, và tài lắm. Tiếp bằng năng lượng rất là giỏi. Mẹ cậu đi lại bây giờ thoải mái lắm. Thế cho lên về các bà ấy hàng xóm, các bà ấy có phải chứ. Mấy tháng nó nằm như là con chó, bây giờ nó đi được, nó đi khắp cả. Giờ này chạy tiếp thôi nào. Bây giờ bác chạy đi sao nào, chạy tiếp. Ba ngồi ngày tháng ngồi thấy. Một bệnh nhân được ngồi 3 tháng, bây giờ đến nhà cô Vũ. Bác được, bây giờ bác đã được 4 lần đến nhà cô Vũ. Lần này thứ 5 ạ. Lần này là lần thứ 5.
đến thì chỉ có chị Thành Tâm đặt lễ 10.000, 15.000 của tiền mua lễ thôi, trả hết bao nhiêu tiền. Đại tá bác sĩ Phùng Kim Minh mổ thoát vị đĩa đệm tại bệnh viện 108, sau đó phải đeo nẹp và vẫn đau nhất. Nên cô Phú bỏ được nẹp ngay và sau vài lần truyền năng lượng là con là Nguyễn Thị Thìn, vốn là giáo viên trường phổ thông trung học Cửa Lò, Nghệ An. Bây giờ đang đi dưỡng. Và hiện tại là bị mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, bệnh dạ dày, bệnh yếu cổ. Quá đọc sách là nhân quả của tiến sĩ Thu Pháp, biết được địa chỉ và một mình để ra đây được 7 ngày. Bệnh tinh là thuyên giảm rất nhiều. Thì vì không đi được, cứ cong suốt ngày, cứ đi cong suốt ngày. Vì được 2 năm rồi, chưa đến hôm nay là được tác động là 5 ngày. Tình hình bây giờ đã đỡ rất nhiều, được đi thẳng rồi. Đi được thẳng, cũng thẳng. Và đi được một cái số, còn trước đấy là chỉ đi được 50 mét thôi. Hơn cả trong mơ, mạo muội có làm mấy vần thơ, người ca những kết quả bất ngờ, bệnh nan y cầu cò chữa khỏi, cho dân nghèo hơn cả trong mơ. Tôi là Trần Thị Lợi, 52 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi bị đau lưng đã 3 năm nay. Tôi đi chữa đông tây y mà vẫn không khỏi. Tôi lên bệnh viện Chợ Giấy, tôi chụp cộng hưởng từ, bác sĩ cho tôi biết là tôi bị gai đôi, thoái hóa vôi, thoát vị đĩa đệm và lộ ra phía sau 8mm. Nhân dịp của cô Phú vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi được truyền năng lượng 3 lần và tôi thấy đỡ nhiều. Và sau đó theo cậu tôi là Nguyễn Xuân Thuần ra sông Công, nhờ cô Phú truyền năng lượng cho tôi thêm được 14 lần nữa. Trước đây là tôi đi lại rất khó khăn, đi một lúc phải nghỉ và phải ngồi xoa bóp mới đi lại được, bế cháu không được. Nay tôi bế cháu được và về tôi vẫn tắm heo bình thường và đi lại rất nhẹ nhàng, làm những việc nhẹ thì trong người tôi vẫn cảm thấy bình thường, không có đau đớn. Cái lưng của tôi hiện nay là bằng phẳng, không có lồi lõm như trước kia nữa, rất dễ chịu. Tôi rất biết ơn cô Phú đã chữa bệnh cho tôi. Bị đĩa đệm cách đây đã 1 năm rồi, tôi cũng đi chữa 1.3, 1.8 mai. Cậu xoay nhà con là quá trình chuyển mộ để xô xương của các cụ. Con lên đây thì chữa đến nay thì là đã đỡ rất là nhiều. Cái mông của chú đã hàng nghìn mũi kim. Đây là những kim châm cứu mà những mỗi người bệnh nhân đến nhà ông ấy châm cứu phải cầm bộ này riêng để giữ, để mỗi lần mang đến để châm. Hoàn toàn bình thường. Nhìn cái mũi kim lưng của các bác ấy thấy sợ không? Cảm ơn mẹ con. Vâng ạ, chúc mừng.